phát hiện 40 biệt thự xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Vụ này các anh quản lý địa bàn mà không biết họ làm trái phép. Các anh để một ông đi ra biển câu cá phát hiện xây trái phép rồi mới vào cuộc xử lý là quá chậm. Phải bỏ ruộng không mới còn được. Nước thải xối xả suốt ngày đêm. Ai đang bảo vệ môi trường? Vào. 138 cây xanh bị chặt hạ để lấy lại vỉa hè một cách vô lý. Anh nghĩ sao về điều này khi mà chủ trương của thành phố đang phải là xây dựng cây xanh, xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp? Không, chuyện này để tôi nghiên cứu. Xin kính chào quý vị, vừa rồi là những phát ngôn, những câu nói nổi bật mà chúng tôi đã lựa chọn để đưa vào câu chuyện điểm tuần của tuần này. Và xin mời quý vị hãy cùng đến với vấn đề này dưới góc nhìn của biên tập viên Thư Hiền. Xin mời chị. Xin cảm ơn anh Hạnh Phúc và xin được kính chào quý vị khán giả. Tôi xin bắt đầu phần điểm tuần của mình bằng một công thức chung cho 3 câu chuyện tưởng chừng không liên quan đến nhau xảy ra ở Đà Nẵng, Hưng Yên hay là huyện Thạch Thất, Hà Nội mà chúng ta vừa chứng kiến. Công thức như thế này ạ. Bước đầu tiên đó là sự việc thường chỉ được phát hiện qua Facebook mà người dân phản ánh. Bước thứ hai thì nguyên nhân thường được đổ lỗi là do cầm đèn chạy chiếc ô tô. Đúng chủ trương nhưng mà thực hiện máy móc. Và cuối cùng, khi nói đến trách nhiệm thuộc về ai thì câu trả lời sẽ thường là vẫn còn, đang phải nghiên cứu đã. Trước tiên, hãy cùng nhìn lại câu chuyện tại Đà Nẵng. Ngày 18 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã phát hiện nhiều hạng mục được thi công chưa có giấy phép tại dự án du lịch sinh thái biển Tiên Sa thuộc bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Theo đó, thì đây là dự án tổ hợp khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng biển Tiên Sa tại khu vực Tây Bắc bán đảo Sơn Trà do công ty cổ phần biển Tiên Sa làm chủ đầu tư. Dự án này được triển khai từ năm 2009 theo giấy phép được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch vào năm 2016. Qua kiểm tra thì Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà phát hiện 40 phần móng được xây dựng mà không có giấy phép. Vâng, có hai chi tiết chính khiến dư luận thắc mắc. Đầu tiên, đó là bao nhiêu nhân công, trang thiết bị, vật liệu xây dựng cùng máy móc lên khoan phá tại đây. Nhưng chính quyền sở tại lại không hề hay biết. Để rồi, sự việc chỉ được tiết lộ khi có một người câu cá nhìn thấy, chụp ảnh, đăng lên Facebook, gây xôn xao dư luận thì chính quyền địa phương mới bắt đầu ra tay xử lý. Và đây là chi tiết thứ hai. Vậy thì, cái giá phải trả cho việc xây dựng trái phép trị giá bao nhiêu? 5 ngày trước, thì báo Tiền Phong đã thông tin 40 biệt thự trái phép xử phạt 40 triệu đồng. Vị chi là giá của một biệt thự xây trái phép chỉ có 1 triệu đồng mà thôi. Cái giá này đắt hay là rẻ thì xin được nhường sự đánh giá lại cho quý khán giả. Còn cái giá của sự suy giảm môi trường sống tự nhiên gây ảnh hưởng đến những loài sinh vật nguy hại, dễ bị tuyệt chủng đang sinh sống tại đây, đặc biệt là loại vọc trà vá chân nâu quý hiếm, thì thiết nghĩ có bao nhiêu tiền cũng khó phục hồi. Và chúng tôi thì xin được nhắc lại một câu chuyện đã cũ, câu chuyện xảy ra một năm trước đây tại Cao Bằng. Một nhà văn đã phải làm đơn xin cấp phép xây dựng chuồng gà rộng chưa tới 2 mét. Nhưng mà sau quá trình khảo sát, so sánh đối chiếu pháp luật, thì Phòng Quản lý Đô thị, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng thống nhất không đủ điều kiện để cấp giấy phép theo quy định. Thời điểm đó thì đã có nhiều ý kiến cho rằng tỉnh Cao Bằng làm như vậy là máy móc. Xây chuồng gà phải xin phép. Vấn đề tưởng nhỏ nhưng lại là chuyện lớn bởi nó thể hiện tính nghiêm minh trong quản lý xây dựng, trật tự đô thị. Xây chuồng gà cũng phải xin phép. Xin được nói thêm rằng cái chuồng gà mà người dân xin xây có chiều rộng 0,8m, cao 0,5m và sâu 0,25m. Nghĩa là tổng diện tích chưa đến 2m2, lợp mái lá. Thậm chí, người đứng đơn còn cẩn trọng gửi cả bản thiết kế cái chuồng gà kèm với đơn xin phép xây dựng. Vâng, tiếp nối câu chuyện, tôi xin phép được chuyển sang một vấn đề khác. Vậy thì khi vụ việc được phát hiện rồi thì sao ạ? Người dân thật sự rất mong chờ những biện pháp xử lý mạnh mẽ và thích đáng để các vấn đề sai phạm được chấm dứt hoàn toàn. Thế nhưng ở Hưng Yên hay là Hà Đông thì người dân vẫn chỉ biết chờ đợi. Những doanh nghiệp xả thải suốt nhiều năm, người dân phản ánh, báo chí vào cuộc, cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt. Nhưng kết quả vẫn như thế này.
doanh nghiệp luôn tỏ ra bất hợp tác khi có cán bộ đến kiểm tra. Cho cháu vào. Không, cho cháu vào. Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp về bảo vệ môi trường đã có cách đây gần 2 năm, nhưng Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm lại không nhận được văn bản kết luận của Ủy ban Nhân dân tỉnh về mức độ gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp xả thải. Để làm rõ thông tin, phóng viên đã đến Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh. Đây em có thể là dẫn chị đến chi cục bảo vệ môi trường. Bên đó là họ nắm hoàn toàn luôn ạ. Đơn vị chuyên môn thì người ta sẽ trực tiếp trả lời chị nó chuẩn hơn. Chị vào phòng chưa? Lãnh đạo em đi vắng. Tất cả các lãnh đạo sở hôm nay đều không có ai trực ở văn phòng nữa. Hiện tại thì đường văn phòng sở cho em hỏi số hotline của Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên đúng không ạ? Không phải số hotline ạ? Không. Dạ, chị Liên, đội trưởng đội Cảnh sát Môi trường Hà Đông phải không ạ? Ừ. À, em là Trí, là phóng viên Đài truyền hình Việt Nam. À, hiện tại thì em đang phát hiện nhiều cái điểm xả thải trực tiếp ra môi trường. Vậy đơn vị của mình là sẽ cùng phối kết hợp với em được không ạ? Về việc này em sang bên phòng tài nguyên. Xong rồi bắt đầu là sẽ tiếp tục như thế nào ạ? Đấy, tiếp tục như thế nào thì của chúng tôi em nhá. Mình cũng đang đi công tác lắm. Anh đi công tác không ở nhà? Thế nên là chỉ liên lạc vào phường giúp mình đi. Anh Bảo gọi cho phường ạ. Hiện tại thì em lại đang phát hiện một số cái địa điểm mà tái diễn cái xả thải ấy. Mình đang họp với anh gọi sau ấy nhé. Không một đơn vị chức năng nào tiếp nhận phản ánh. Điều này đồng nghĩa nước thải từ các nhà máy và xưởng sản xuất cứ thế mà xả trực tiếp ra môi trường. Vâng, quả là những điều rất đau xót khi mà ruộng lúa, hoa màu và đời sống của bà con đã bị ảnh hưởng nặng nề suốt bao năm qua vì những doanh nghiệp xả thải như vậy. Tuy nhiên thì cũng có một tín hiệu vui khác xin được chia sẻ với quý vị. Đó là ngay sau khi Chuyển động 24 giờ phát sóng tiêu điểm về việc xả thải của các doanh nghiệp nói trên, thì lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường kiểm tra, xác minh thông tin đường dây nóng của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên không hoạt động, yêu cầu chấn chỉnh ngay việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của báo chí và người dân về các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời chỉ đạo thanh kiểm tra, xử lý các trường hợp được nêu trong báo cáo và sẽ có thông tin về bộ trước ngày 31 tháng 3 năm 2017. Vâng, và vấn đề cuối cùng trong phần điểm tuần ngày hôm nay mà chúng tôi muốn đề cập đó là khi đã có chỉ đạo từ trên xuống thì cái việc thực thi cái sự chỉ đạo đó như thế nào cũng vô cùng quan trọng. Bởi nếu như mà làm quá máy móc thì sẽ trở thành sai một ly, rất có thể đi một dặm. Và chuyện mới xảy ra tại xã Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nếu ai đã từng biết và quay lại xã Cẩm Yên lúc này sẽ thấy quá khác lạ. Bởi gần như không còn cây xanh, từ nhỏ đến lớn, cho đến những cây có đường kính cả mét cũng bị chặt bỏ. Và khi thực tế tại đây thì tôi còn thấy một câu chuyện rất là khó hiểu. Khi có những cây mà cách mép đường là 2 mét tôi vừa đo xong ạ, thì cũng bị đốn hạ như thế này. Cây này đã có tuổi đời khá lâu năm mà theo người dân lâu nhất ở làng này cho biết thì có thể là lên tới cả trăm năm. Trong đợt này, xã Cẩm Yên đã chặt bỏ tất cả 138 cây, trong đó có hơn 20 cây quý lâu đời. Và tất cả đều trơ gốc, chỉ còn lại hiếm hoi vài cây đang chặt dở cành. Bây giờ cả nước mình còn phải trồng cây xanh, thế mà tại sao giờ đi hủy diệt môi trường, hủy diệt cây xanh? Có đáng không? Không đáng. Ví dụ cây sát đây chặt chúng tôi không có một cái, nhưng mà chúng tôi còn khuyến khích để cho chặt kìa. Nhưng cây xa không đáng chặt, thế giờ chặt và tai nạn, thế để cái gốc còn tai nạn hơn kìa. Anh nghĩ sao về điều này khi mà chủ trương của thành phố đang phải là xây dựng cây xanh, xây dựng một môi trường xanh xanh này? Không chuyện này để tôi nghiên cứu được. Việc nghiên cứu không biết sẽ đến lúc nào, nhưng người dân giờ chỉ biết cây đã trơ trụi và không thể lấy lại được nữa. Và theo huyện Thạch Thất thì việc làm này đã hoàn toàn trái với chủ trương.